Này này, các ngươi có thấy thần tử Quân Gia không? Thần tử 10 tuổi hôm ấy một mình giết chết U Long Chí Tôn ấy à? Trông cũng khá tuấn tú. Nếu ta mà là phụ nữ thì ta gả cho hắn luôn rồi. Wow, Tiêu Dao công tử vừa nhìn ta một cái. Vớ vẩn, rõ ràng là đang nhìn ta. Xem ra tối nay sẽ có rất nhiều cô nương không thể ngủ được. Hỏi thế gian tình là gì, lại khiến cho người ta say đắm như thế. Huyết lệ tương tư bất tận ném đậu đỏ, xuân liễu nở không hết, xuân hoa mãn họa lâu. Quân Tiêu Dao mới 10 tuổi mà đã hiểu hết. Sợ giao tiếp. Tộc huynh, Quân gia chúng ta lần này có những người nào? Quân gia trừ ta và Tuyết Hoàng tộc tỷ, còn có Vạn Kiếp tộc huynh được Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh. Vạn Kiếp tộc huynh, xếp hạng 5 quân gia, cũng có tham gia yến tiệc 10 tuổi của ngài. Vạn Kiếp tộc huynh thân mang lôi kiếp chiến thể, hắn ta có vẻ không đồng tình với xếp hạng không trong danh sách của ngài cho lắm. Thần tử vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ừm, cũng không phải là không thể hiểu được tâm tình của vị tộc huynh này. Dù sao mình ưu tú như vậy, bị ghen tị là rất bình thường. Yên tâm, tất cả mọi người là huynh đệ đồng tộc, chỉ cần hắn không ở sau lưng ám toán ta, ta vẫn sẽ rất rộng lượng. Thần tử quả nhiên rộng lượng. Đạo Cực Thiên Tông, phòng khách. Chuyện gì? Đại nhân, hắn đến rồi. Tùy tùng của người thứ 5 trong danh sách, Hắc Vân tộc, Hắc Thổ. Hừ, quả nhiên đến rồi. Ta biết hắn đã sớm có được Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh từ chỗ Quân Trượng Kiếm. Lại không ngờ Quân Trượng Kiếm lại chủ động đi lấy lòng hắn. Đám mũi trâu của Đạo Cực Thiên Tông mù hết cả rồi. Một tiểu tử mới ra đời, làm sao có thể so sánh với đại nhân? Không ai sinh ra đã cao cao tại thượng. Ta sẽ chứng minh toàn bộ với Quân gia. Hồng Châu, Tổ Long Xào. Bích Trì bái kiến lão tổ. Bích Trì, lúc trước Nguyên Thiên Chí Tôn ngang ngược bá đạo, cướp đi vài bộ long cốt viễn cổ giá trị vô lượng từ Tổ Long Xào ta. Lần này bí tàng mở ra, ngươi đi đoạt lại long cốt đó đi. Vâng, Bích Trì tuân lệnh lão tổ, nhất định sẽ mang long cốt viễn cổ về. Đúng rồi, phải cẩn thận thần tử Quân gia, lần này bí tàng mở ra, không chừng hắn cũng muốn tham gia tranh phong. Thần tử Quân gia, mạnh đến vậy sao? Sau Thương Long Cổ Hoàng, Long Nữ, Long Bích Trì. Hắn có thể dễ dàng đánh bại Long Hạo Thiên, ngươi nói xem. Nhưng Long Hạo Thiên chỉ dung hợp một viên Long Nguyên, ta đã luyện hóa 2 viên, ta mạnh hơn Long Hạo Thiên rất nhiều. Tóm lại, cẩn thận là trên hết. Tuân lệnh, Bích Trì cáo lui. 2. Nhớ Thương Long Cổ Hoàng nhất mạch ta, vốn có một hậu nhân đích nữ bị phong ấn ở trong Nguyên Thần. Hiện giờ lại mất đi tung tích, Thanh Thiên Hóa Long Quyết hoàn chỉnh cũng theo đó mà biến mất. Nếu có thể tìm được hậu nhân đích nữ kia, để cho nó phá phong xuất thế. Vậy thần tử Quân gia tính là cái gì? Long cốt viễn cổ. Đúng vậy, Nguyên Thiên Chí Tôn bí tàng đã ở Nam Nguyên Đạo Châu đã hiện thế. Nguyên Thiên Chí Tôn năm đó cướp vài bộ viễn cổ long cốt từ Tổ Long Xào. Ngươi nhất định phải lấy được nó. Phải đi rồi sao? Ừm, Nguyên Thiên Chí Tôn bí tàng hiện thế, ta phải đi tìm cơ duyên. Vậy thì đi đi, cẩn thận một chút. Minh Nguyệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đến bàn Vũ Thần chiều cưới cô. Tiêu Trần ta nói lời giữ lấy lời. Quyết không nuốt lời. Tiểu tử này, nói cái gì không biết. Biết rõ là chúng ta không thể. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.